quý vị và các bạn, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh đã từng đồng hành với biết bao thế hệ người Việt Nam chúng ta mỗi độ Tết đến xuân về. Để gìn giữ nét đẹp truyền thống gói nấu bánh chưng, bánh tét ngày xuân, Ủy ban Nhân dân phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ đã tổ chức hội thi gói nấu bánh chưng, bánh tét ngày xuân. Bây giờ chúng ta cùng hòa vào không khí sôi động của ngày hội đầy ý nghĩa này nhé! Tương truyền có từ thời Hùng Vương thứ 6, bánh chưng song hành cùng lịch sử dân tộc và trở thành linh hồn trong ngày Tết. Trong mâm cỗ đón xuân ngày nay, những chiếc bánh chưng xanh vuông vắn khiến người ta nhớ đến sự tích bánh chưng, bánh dày, tượng trưng cho quan niệm về vũ trụ của người Việt xưa. Truyền thống gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết là một nét văn hóa không thể thiếu trong dịp Tết. Tuy nhiên, hiện nay phong tục này dần dần bị sao lãng do sự bận rộn tất bật của công việc. Vì vậy, với mong muốn khơi gợi cho các thế hệ hiện nay nói chung, cũng như người dân phường An Mỹ nói riêng, giữ được bản sắc trong những ngày xuân. Sáng 7 giờ ngày 28 tháng 1, 2018, tại khuôn viên phường An Mỹ, Ủy ban Nhân dân phường An Mỹ phối hợp với các đoàn thể tổ chức chương trình Hành trình xuân kết nối yêu thương. Trong chuỗi các hoạt động có rất nhiều phần thi như hội thi hóa trang các anh hùng dân tộc, hội thi hái lộc đầu xuân và hội thi gói bánh chưng bánh tét ngày xuân dành cho 11 đơn vị khối phố tham gia. Trong đó, hội thi gói bánh chưng bánh tét được đông đảo người dân tham gia và ủng hộ. Chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 và các hoạt động đón Tết. Thế thì trong đó có một cái hoạt động nấu bánh chưng bánh tét. Thì thực ra khi triển khai đối với thành phố rất là khó khăn, khi mà các cô chú đều là rất là vất vả, khi từ hồi nào đến giờ chúng ta là sử dụng sản phẩm đều là mua. Vâng, tuy nhiên là đến giờ chúng ta triển khai để mà náo gói và náo thì rất là vất vả. Chúng tôi muốn rằng là duy trì cái phong tục tập quán của người Việt mình trong cái việc là náo bánh chưng bánh tét để mà phục vụ cho ngày Tết. Tham dự hội thi với sự có mặt của 44 thí sinh đến từ 11 khối phố. Không khí hội thi diễn ra rất sôi nổi từ ngay sáng ngày 28 tháng 1 với sự chuẩn bị về trang phục áo dài khăn đóng hoặc áo bà ba cùng với nguyên vật liệu làm bánh của các khối phố đã làm không khí xuân tràn về tại sân phường An Mỹ. Nói chung là về cuộc thi và nấu bánh chưng bánh tét là riêng khối phố là chuẩn bị là vật liệu, rồi sau đó là thùng bánh, rồi củi. Rồi sáng hôm nay là mang lên để mà triển khai cuộc thi cho thôn này. Mỗi khối phố là coi như là riêng đi diễu hành rồi là trong đoàn 10 người, nhưng mà riêng nấu bánh chưng bánh tét là mỗi đoàn là coi như mỗi tổ khối phố là 4 người là tham gia chương trình gói bánh tét bánh chưng. Đúng 7 giờ sáng, các thí sinh và các cổ động viên đã có mặt đông đủ tại địa điểm thi và tư thế rất sẵn sàng với sự chuẩn bị chu đáo. Gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, lá dong, lá chuối, lạc giang, dây chuối, vân vân đã sơ chế ở giai đoạn chuẩn bị. Làm bánh chưng bánh tét nó từ theo cái truyền thống của ông cho mình hồi xưa thì gọi là nếp, đổ xanh nấu hoặc là giúp, rồi thịt heo, rồi tiêu, tỏi, rồi gia vị thêm muối, rồi. Trong đó có lá chuối hoặc lá dong, lọt bằng giòn. Muốn làm cho bánh cho nó đẹp là phải trồng lá tưới chuối nó còn xanh mới đấu, rồi rửa sạch. Còn thịt heo cũng thịt heo tươi về xác, rồi ướp những cái gia vị như là muối, tỏi, là tiêu. Vì tin bánh chưng bánh tét thì khoảng nấu chừng 4 tiếng đến 6 tiếng. Gói bánh chưng bánh tét từ lâu đã trở thành phong tục của người Việt mỗi độ xuân về. Được ví như linh hồn của ngày Tết, nồi bánh là hình ảnh không thể thiếu của ngày Tết quê hương. Và đến với hội thi hôm nay, chúng ta cũng bắt gặp những hình ảnh rất quen thuộc và rất đổi thân thương. Cả gia đình quây quần cùng nhau gói bánh, người lớn thì gói bánh, buộc bánh. Các bạn nhỏ thì phụ lau lá, đông gạo. Sau khi nghe hiệu lệnh của ban tổ chức, các đội bước vào cuộc thi trong không khí cổ vũ náo nhiệt của các cổ động viên.
Đây là gói bánh tét bánh chân là có ý nghĩa là Tết Mậu Tuất sắp đến. Thì hôm nay phường tổ chức bên đây là tôi rất có ý nghĩa là vì gần Tết rồi, hơn nữa là kỷ niệm những ngày lễ ở Trần Nam. Gói được đầu bánh tét ngon là nhất là nhân, đồ xanh, thứ hai là thịt, có ướp tiêu, ướp tàu, ướp đồ. Và thứ ba là mà nếp mình phải giúp cho thiệt sạch để cái bánh nó để lau ngà nó không có da chả nhớt. Trước khi mình bỏ bánh vô nồi á, tức là mình phải vô đun nước cho sôi. Điểm thứ nhất, mình bỏ bánh vô để nó xanh lá và nó đẹp, chứ không bỏ vô nước lạnh tức là nó đen lá. Rất là vui và coi như là không khí của sắp đến ngày Tết, nhưng mà bà con chúng ta tập trung rất là đông, không khí rất là náo nhiệt, là vui, cảm thấy là rất là vui. Cuộc thi hôm nay là chúng tôi rất là tự hào về quay lại về với cội nguồn của dân tộc, về đó là cái truyền thống là có sự tích của bánh chân và bánh tét quay về với cội nguồn. Đó rất là có ý nghĩa đối với tôi cũng như cộng tập thể bà con ở phường Mỹ và cả gia đình. Trong thời gian 30 phút, với sự nhanh tay và khéo léo, hầu hết các đội đều gói hoàn thành sản phẩm của mình trong vòng từ 30 phút. Đa phần các khối phố dự thi đều hoàn thành số lượng của ban tổ chức đưa ra là 3 cặp bánh chưng, 2 đòn bánh tét. Có nhiều đội còn dư nguyên vật liệu nên gói thêm vài chiếc bánh ú xinh xắn. Đội nào cũng tất bật vui vẻ hoàn thành phần thi của mình. Sau công đoạn gói bánh, các đội bước vào phần nấu bánh. Trong thời gian nấu 5 giờ đồng hồ, bánh được vớt ra và trang trí để ban giám khảo chấm chọn. Theo ban giám khảo, mặc dù rất khó chấm điểm bởi sản phẩm bánh chưng, bánh tét của khối phố nào cũng đẹp, thời gian hoàn thành thì chênh nhau không nhiều.
Tuy nhiên, ban tổ chức cũng đã chọn trao một giải nhất cho đội thi xuất sắc nhất đến từ khối phố 11 với sản phẩm 3 đòn bánh tét đúng quy cách, 2 cặp bánh chưng vuông, chặt, đẹp, mềm và hương vị ngon, đậm đà. Giải nhì thuộc về khối phố 8 với cách trình bày hấp dẫn, gây thiện cảm cho người xem. Khối phố 3, 4 và 5 đoạt giải 3 và giải khuyến khích thuộc về khối phố 6. Cái tiêu chí của mình chấm giải thì thực ra thì đây là một hoạt động giao lưu. Tuy nhiên thì đã tổ chức thì cũng phải đảm bảo cái ban tổ chức xây dựng một cái quy chế là đối với các cái đơn vị chúng ta cái thao tác gói, cái kỹ thuật gói như thế nào để mà đạt điểm. Cái thứ hai là cái chất lượng bánh phải mềm, phải dẻo. Và cái thứ ba nữa là trong đó không nên dùng các cái loại phụ gia để mà cho cái bánh nhanh mềm. Và chúng tôi đặt ra một cái thời gian là từ gói đến nấu là phải là 5 tiếng đồng hồ. Và sau 5 tiếng đồng hồ thì các bạn thấy đó là sản phẩm đã hoàn thành. Hoạt động ý nghĩa này nhằm duy trì và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa Tết cổ truyền của người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Hội thi cũng là dịp để các đơn vị học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau thông qua việc gói, nấu và trưng bày bánh, đồng thời tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị. Qua cái hoạt động này thì chúng tôi cũng muốn nhắn gửi đến các cái thôn phố phố và đặc biệt là những người thân trong gia đình thì chúng ta nên quan tâm đến các vấn đề về sức khỏe của bản thân của gia đình và sử dụng các cái sản phẩm từ thiên nhiên, từ tay mình sử dụng các cái sản phẩm mà tự mình chế biến để mà đem lại cái sức khỏe cho con người. Ngày nay với công việc tất bật và bận rộn và điều kiện sinh hoạt tại thành phố, rất nhiều các bạn nhỏ không thể biết được không khí ấm áp quanh chiếc chiếu để gói bánh, cả gia đình quây quần bên nhau chờ bánh chín những ngày cuối năm. Hy vọng thông qua những hoạt động của hội thi, không khí Tết phần nào đã tràn về với từng góc nhà, từng các em nhỏ. Có thể thấy, dù trải qua bao thăng trầm, bao sự đổi mới, phong tục gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết vẫn rất đẹp với ý nghĩa nhân văn và là hơi thở của ngày Tết quê hương. Đến đây, chương trình Kiến thức cuộc sống xin tạm dừng. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mọi thông tin liên hệ xin gửi về Phòng Văn nghệ và Giải trí, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, số 58 Hùng Vương, hoặc qua địa chỉ email kiến thức cuộc sống@qrt.com.vn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.